Xin chào các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của thành bệnh viện Dr. Vĩnh Hương huyện Chợ Rẫy. Hôm nay bên mình vừa thực hiện xong phương pháp tiêm filler xóa rãnh mũi má nha các bạn. Và đây là tình trạng rãnh mũi má của chị khách trước khi thực hiện nha. Thì trước khi thực hiện chỉ có hai rãnh mũi má rất là sâu, hay còn gọi là râu rồng. Thì với tình trạng da dư và mỡ dư sụp xuống thì tạo cái rãnh sâu như thế này, làm cho khuôn mặt của chị trông rất là tối và buồn, và thể hiện cái sự lão hóa trên khuôn mặt rất là nhiều nha các bạn. Với tình trạng như trên, chị đã đến bên thẩm mỹ viện Dr. Vĩnh và thực hiện tiêm filler để xóa rãnh mũi má. Và các bạn hãy cùng mình theo dõi hình ảnh của chị vừa mới thực hiện xong thì đã giúp cho khuôn mặt của chị được cải thiện lên như thế nào nha. Đây là kết quả rãnh mũi má của chị sau khi tiêm filler xong nha các bạn. Được cải thiện lên rất là nhiều. Hai cái rãnh râu rồng của chị được xóa bỏ hoàn toàn nha. Giúp cho khuôn mặt của chị đầy đặn và nhìn trẻ trung hơn rất là nhiều nha các bạn. Rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn nha các bạn. Kỹ thuật tiêm filler rất là nhẹ nhàng và không sưng hay bầm đau gì nha các bạn. Đây là hình ảnh trước và sau khi thực hiện xong tiêm filler nha các bạn. Được cải thiện lên rất là rõ rệt luôn nha. Trước khi thực hiện thì hai cái rãnh râu rồng của chị rất là sâu và thể hiện cái sự lão hóa trên khuôn mặt của mình rất là rõ luôn nha. Và sau khi thực hiện xong thì rãnh mũi má của chị được căng lên và đầy đặn hơn rất là nhiều, giúp cho khuôn mặt của mình nhìn trẻ trung và đẹp hơn nha các bạn. Rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn nha. Đây là kỹ thuật tiêm filler xóa rãnh mũi má nha các bạn. Các bạn ai có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại để được trực tiếp bác sĩ Vĩnh khoa thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn nha. Hoặc các bạn có thể gọi đến số 0905388576. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi quay sau.